Một loại mỡ động vật có chứa 30% là triglyceride, 40% lipoprotein, 30% triglyceride về khối lượng. Xà phòng hóa một tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH hiệu suất 80%. Lượng muối thu được sản xuất xà phòng. Xà phòng này có 72% khối lượng là muối axit béo. Tính khối lượng xà phòng thu được. Thế bây giờ đây là một tấn mỡ. Thì ta sẽ tìm được khối lượng triglyceride thì đổi về kg nhé. Thì khối lượng triglyceride nó sẽ là bằng 300 kg. Lipoprotein là 400. Triolin là bằng 300 tiếp. Được chưa? Thế là về kg này. Giờ mình vẽ cái sơ đồ ra để mình nhìn cho kỹ hơn này. Triglyceride là C17H35COO tất cả 3 lần. C3H5. Số mol của nó sẽ là 300 chia cho 890. Lipoprotein nó sẽ là C15H31COO 3 lần C3H5. Số mol của nó sẽ là 400 chia cho lipoprotein 806. Và gì ạ? Triolein là C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Số mol nó sẽ là 300 chia cho 884. Được không ạ? Lượng muối thu được để sản xuất xà phòng hiệu suất là 85%, tất cả bọn này là 0,85. Thì có thể sẽ thu được là C17H35COONa. Bảo toàn nó phải nhân 3 lên là 300 nhân 3 chia 890, hiệu suất là 0,85 nên nhân được 0,85 là số mol nhá. Tương tự như vậy, ta sẽ có là C15H31COONa. Số mol nó sẽ là 400 nhân 3 chia 890 nhân 0,85. Tương tự cái hành cuối cùng nó sẽ là C17H33COONa. Số mol sẽ là 300 nhân 3 chia 884 nhân 0,85. Và tới đây thì mình sẽ tìm ra được là khối lượng của muối của axit béo chứ chưa phải là khối lượng của xà phòng chính xác nhá. Đây mới chỉ là khối lượng của muối của axit béo thôi. Đây các bạn quan sát thầy sẽ bấm máy tính. 300 nhân 3 là bằng 900 này. Chia cho 890 này. Nhân với này. 0,85 là ra số mol nhá. Nhân phân tử khối này. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 này. Được chưa? Cộng này. Anh số 2 sẽ là 331 này. 400 nhân 13 thì bằng 1200. Chia 890. Nhân 0,85. Nhân phân tử khối. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67. Đóng ngoặc đơn. Cộng với. 30 nhân 300 nhân 3 thì bằng 900 nhỉ. Chia cho 884. Nhân 0,85. Được chưa? Nhân 0,85. Nhân với phân tử khối của C7H33CONa là 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67. Mấy cái này trầm cảm lắm. Này dễ bấm máy tính nhầm xem nào. 900 này. Chia 890 này. Nhân 0,85 này. Đúng chưa? Rồi xem nào. Chỗ này bị nhầm không? Không. Sodium. Lipoprotein này. Triolein này. 300 chia 884. 400 chia... À đây, 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 úi dồi, chỗ này tí toang này. Chỗ này là 400 nhân 3 chia 806. 806, đúng rồi, đấy. Thế đây là 1200 chia 806 đúng không? 1200 chia 806. 06 bằng, đây, 877 này mới chỉ là khối lượng của muối của axit béo thôi. Đưa đây bài bảo là biết loại xà phòng có 72% khối lượng là muối của axit béo, mình sẽ tìm được khối lượng xà phòng. Là mình phải chia cho 0,72 bằng ạ. 1219. Đúng không? Vậy khối lượng xà phòng là 1219,32, gần bằng 1220. Đúng không? Gần bằng 1220. Thế thì vậy khối lượng xà phòng của chúng ta nó sẽ đây là đơn vị kg thôi. Còn nếu đơn vị tấn thì nó sẽ là 1,219 tấn nhá. Ok chưa? Ok chưa?